Hôm 11 tháng 2, tờ Bangkok Post đặt nghi vấn vì sao vụ blogger Trương Duy Nhất đột ngột mất tích đã hơn 2 tuần nhưng chính quyền hai nước, đặc biệt là Việt Nam, vẫn im lặng. Tờ Bangkok Post viết, vụ mất tích của ông Trương Duy Nhất vào ngày 26 tháng 1 đã nhận được sự im lặng thường thấy từ các chính phủ liên quan. Nhân chứng về vụ bắt cóc, ông Nhất đã được tìm thấy và phỏng vấn, nhưng không phải do chính quyền Thái Lan hay các nhà ngoại giao Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ công dân nước mình thực hiện. Các trường hợp bị mất tích đột ngột của những nhà bất đồng chính trị tiếp tục chồng chất. Trường hợp mới nhất xảy ra ngay giữa ban ngày bên trong một trung tâm mua sắm nổi tiếng ở Bangkok. Ông Trương Duy Nhất, một nhà báo và blogger nổi tiếng ở Việt Nam, đã bị bắt và lôi kéo ra khỏi trung tâm mua sắm Future Park. Ông vừa đăng ký thông tin cá nhân và xin tị nạn qua văn phòng tị nạn của Liên Hợp Quốc. Bangkok Post viết hôm 11 tháng 2. Tờ Bangkok Post nhận định, chúng ta phải hy vọng rằng vụ bắt cóc ông Nhất ở Bangkok sẽ mang lại những phản hồi dễ chấp nhận hơn từ các nhân viên chính phủ và an ninh. Ông Nhất rõ ràng là nạn nhân của một chế độ Việt Nam ngày càng không khoan dung và mang tính bạo lực, nơi hàng loạt các nhà báo đã bị giam cầm chỉ vì các bài báo đơn thuần chỉ trích giới chức Hà Nội hoặc các hành động của chính quyền địa phương. Đài Á Châu Tự Do hôm 8 tháng 2 loan tin, chính phủ Hoa Kỳ hoan nghênh tin chính phủ Thái Lan sẽ điều tra việc ông Trương Duy Nhất bị mất tích. Trong một tuyên bố ngày 8 tháng 2, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết họ hoan nghênh cuộc điều tra của chính phủ Thái Lan về vụ mất tích của ông Nhất. Đài AFA trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ nói, chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Tự do báo chí là căn bản của sự minh bạch và sự có trách nhiệm của chính quyền. Các nhà báo thường gặp những nguy cơ lớn khi làm công việc của họ. Và nhiệm vụ của các chính phủ và công dân trên toàn thế giới là phải lên tiếng bảo vệ họ, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được trích lời nói.